Mọi nhá, mình là Kelly đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video mọi anh em thấy tóc mình mọc dài chưa? Thì hôm nay là mình sẽ làm video kiểu là qua thăm ngân hà mọi ạ. Lâu rồi mình cũng chưa sang nhà Hà chơi nên là hôm nay mình sẽ kiểu sang chơi tiện là ra khoe quả tóc mọi ạ. Nghe nói Hà kiểu mới nâng mũi xong mà gì nhỉ? Cắt mắt đúng không ta? Đấy, nên là tiện mình qua thăm luôn. Bây giờ là mình đang đi bộ sang này mọi người. Thì bây giờ là mình thuê ở bên S209 ấy. Thì tòa của Hà thì S207. Đấy, nên là tất có hai tòa thôi nên là đi bộ sang nhanh nhá. Hello anh, hello chị Thắm. Chị Hà đâu? À, Hà trong phòng à? Nay em qua đây khoe quả tóc phát. Chị thấy quả tóc em đẹp không chị? Đâu, em làm gì có tình đâu mà thất. Em kiểu ảo anime quá nên bây giờ cạo trọc. À, Hà nông múi. Bây giờ là mình sẽ vào thăm Hà. Rồi, vào thăm Hà nhá. Rồi, mở cửa tông hoa lên này. Chắc nó trốn rồi, nó không cho em nhìn thấy đâu. Ôi da. Bạn ơi, sao bạn lại ở đây? Bên đây là trốn mà. Tôi nghe nói bạn lại ở đây. Đi nhỉ? Bạn đang cầm cái gì quay đây? Tôi lâu rồi chưa ra. Nay tôi nghe nói gì nhỉ? Bạn làm muối. Vừa nông muối. Vừa nông muối đâu chưa ra thăm mà. Tôi vừa nông muối đâu? Đâu? Cho tôi xem phát. Đây là tôi không chịu nhá. Ngà vừa muối ấy. À, bị ngà. Ngà vừa muối. Đấy, chứ tôi bị ngà, chứ bạn nghĩ sao mà tôi. Bạn Hà ra đây cho bạn Ken đi ngắm cái. Ngại quá kìa bạn. Mà thấy bạn nghe tin gì về tôi chưa bạn? Bạn nghe tin gì về tôi chưa? Tôi có nghe giang hồ đồn. À. À, bạn tôi. Gọi là hoa uy tín gặp tiếng, tôi gặp một đạo rồi. Ừ. Rồi, bạn chẳng có thay đổi quá. À, đâu? Ôi trời ơi! Bạn thấy tóc tôi đẹp không? Sư phụ! Chịu rồi! Bạn ơi! Sao bạn lại cắt thế? Hả? Sao bạn lại cắt thế? Thì bạn biết là anime Saitama không ạ? Đấy, kiểu cắt... Cụ gì bạn? Cụ rùa trong bể viết học dòng ấy bạn! À! Mình có giống như thế đâu ta. Mà Kenny nhìn ngắm lại cơ mặt của Hà đi. Tôi cho bạn xem và bạn cho tôi xem đi. Đâu, tôi cho bạn xem và bạn cho tôi xem đi. Kenny thử test mũi của Hà ấy rồi. Tóc tôi khi cắt nên là bây giờ còn... Từ hôm đấy là chắc nửa tháng với tôi chưa tắm. Đấy, đâu có gì tắm cái gì cũng đúng không? Tao là thấy cứ mùi kiểu gì đấy. Rồi, quay tèn. Ê thèn. Thế thế nào? Được mà. Hả baby ấy. Đây bạn ơi. Ý trời. Nay tôi đến đây là gì nhỉ? Bạn gì? Bạn cho tôi sơ muối bạn được không? What the hell? Sơ muối. Sơ muối. Sơ muối. Sơ cái muối của em ý. Sơ muối. Như bạn là sửa mũi tôi hả? Đúng rồi. Bạn nói bạn hay. Bạn tôi nghĩ là bạn nên sửa lại cái mũi của bạn đi. Ủa.
Cứng không em? Có cứng không? Cứng. Dạ. Lệch rồi. Lệch á? Lệch rồi. Làm gì lệch đâu? Bắt đi. Lệch rồi. Cái này là chỉ cần chạm nhẹ thôi nó đã lệch rồi đấy. Bạn biết tôi làm hết bao nhiêu tiền đâu, 100 củ. Thế bây giờ nó lệch sang như này. Ừ. Nó kiếm lệch không? Chạm nhẹ với Hào còn chẳng bao giờ dám chạm rồi. Oh my god. Bạn 100 củ cho tôi đây. Trong tiền ở đây. 100 củ à, tôi không có. Bây giờ bạn làm thế bây giờ bạn. Bây giờ sắc đẹp của tôi bây giờ tiền nó không thành vấn đề với tôi. Nhưng mà đối với tôi cái sắc đẹp nó là rất là đắt tiền. Tôi nghĩ là bạn nên đưa tôi 100 triệu đi. Ai mày trả con vịt cho nó đi, con vịt bẩn lắm rồi đấy. Ngày xưa sinh nhật mình. Đúng rồi. Chính nó. Mà bạn có con vịt à? Cái con này tôi ra phố đi bộ tôi bán này. Thật á? Các bạn cần chữa. Thật. Thế á? Sao bạn lại bán ra phố đi bộ á? Bạn bán bao giờ? Tôi ra phố đi bộ là kiểu đi ghép đôi hiển thế, kiểu đang đợi thời gian thế mua của anh bán vịt thế là tôi mang đi bán luôn. Bạn thử kèm với tôi xem nào. À, đẹp quá. Rồi. Tóc này nó lại tóc. Đây nguyên ở đây, để nguyên này. Để tôi kèm với bạn nha. Rồi Hà đeo kính vào cho nó cute. Rồi hai bạn chụp ảnh bia nào. Bia nào, anh Thương làm cái ảnh Thương nào. Cái này mà đấm vơm muối của Hà đi thì là cái đi. Cái đi cười ha. Đấm vơm muối. Tiền. Rồi. Sẽ biết cả anh Thương rồi cái gì. Nay tôi qua sao bảo tôi trước để tôi bấm make up. Mày nhìn cái mũi tôi đi này. Phải ra bất ngờ chứ, ra kiểu nói trước thì sao anh bất ngờ. Anh photographer nhớ cho Hà môi son vào chứ. Ok. Tôi không có tiền rồi. Dạo này nghèo quá, dạo này toàn ăn mì tôm mà tao hết này. Cái ly đuổi nó cọng lông chứ. Để biến thành cái để tóc không. Ui, có khi cái ly nó cạo đầu, nó cạo cả lông đấy không nhỉ? Đâu. Đâu. Đi chết rồi. Bạn biệt thái à? Không. Bạn như này để bạn kiểu là giả dạng cô rùa đi, kiểu hẹn học viên đúng không? Đúng không? Cười các bạn ạ. Thương không nghĩ là tại sao lại đi cạo lông như này. Tôi được bây giờ chỗ bạn đấy à. Mình gọi là. Ừ. Đấy thì bạn nên nói thật với tôi là tại vì sao bạn cắt cái này. Đâu, tại bạn đã gặp chuyện gì? Tại vì tôi hâm mộ anime quá không, đúng không? Tại vì tôi nghiện bạn ạ. Ăn đồ. Nghiện gì? À, bạn kiểu muốn cạo đầu cho hình tượng của bạn giống cái thứ mà bạn đang liên tưởng tới. Cười. Đúng rồi các bạn. Thế sao bạn lại đi làm muối? Tôi thấy muối bạn gì à? Trước cũng đẹp rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà tôi vẫn thích làm. Kiểu người ta luôn muốn hướng đến gọi là mình muốn gọi là trở thành một phiên bản tốt nhất ấy. À. Đấy, anh nhưng, muốn hoàn hảo. Nhưng mà như thế nhiều anh theo quá hay sao? Nhiều rồi, nhiều quá hay nào. Có thể là tôi sẽ thuê thêm một cái nhà khác. Tôi kiểu là luân chuyển. Mỗi ngày một anh, hoặc là mỗi ngày 10 anh. Tùy thuộc vào chụp phí. Chụp phí chứ mà. Ghê đấy. Được đấy. Được đấy. Bạn sang tay không á? Bạn sang tay người hôm mà bạn sang tay không á? Từ nãy giờ tôi chờ người lâu rồi đấy. Tại vì nãy tôi gặp bạn rồi sạch. Tôi đi vào mua rồi. À. Tôi còn hỏi bạn đây. Thế tôi lên luôn. Bây giờ các bạn hỏi thăm sức khỏe Hà đi còn gì nữa. Lên thì, không có cái gì rồi thì phải cái một cái mồm chứ. Thì bạn nhanh khỏi muối nhá bạn nhá. Khỏi muối nhá. Nên hỏi thăm sức khỏe Hà gì ạ? À? À, chúc bạn là gì ạ? Sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi. Ăn mau chóng lên. Sớm khỏi muối. Sắm được sơ muối nhá. Sờ muối, sắm được mọi người sờ đến muối.
Ở đầu tôi á, khi mà tôi vừa mới cắt xong á, mượt lắm ấy. Ừ. Giống gọi gì cái gì ông thầy nhỉ? Thầy ông nổi. Sao bạn không kiểu cắt cái kiểu là nó cho cái quát vào? Các bạn nên giật từ gốc lên dễ lên nhỉ? 7 gốc. Cái hình xăm hôm qua con vừa mới xăm xong kia ra hết rồi. Đâu? Tôi xăm kín đây, xong từ kín từ trước giờ bạn đã xăm thêm hình gì chưa? Chưa. Đúng hình này với cả hình mình, này. Mình đi xăm đi. Đây là bạn ơi, hôm nào tôi đi sửa hình này thì bạn gọi tôi đi cùng. Ừ. Đấy, hôm nào đi xăm nhé. Ừ, hôm nào đi xăm, tôi sửa hình này luôn. Ok. Cái gì đấy, nhìn cái đi giống con Linh hồi bé với trưởng, nhìn cái mặt nó kìa. Giống ai? Giống hồi nó hồi bé. À, cái hình ảnh mà đầu chọc hồi bé cũng vậy. Thế thì bây giờ Candy có rủ hạt nhan không? Bây giờ bạn nói hay là kiểu đi ăn hải sản không? Không, tôi có ăn hải sản đâu, cái làm cái này không ăn được hải sản. À, thế hình như ở dưới kia có thịt bò mà, có quán thịt bò nướng ngon lắm. Làm gì ăn được thịt bò? Ăn thịt bò trong mũi nó tím như cái đít bò ấy. Mấy cái trứng bánh ơi, bánh tính gãy tôi bằng đủ tôi sao? Đấy, thôi đi nhậu. Mình đi nhậu. Mình nó cũng uống rượu được đâu. Tôi đi về đây. Nay tôi qua thăm bạn thế thôi nên bây giờ tôi đi về nhé. Quên mất không có quà. Đâu, không chẳng đi ăn được nhỉ. Cũng không có gì ăn được. Thôi em. Đây bạn, nó có hút pot ở đâu? Nó có hút pot ở đâu? À đấy, nó có đấy. Chẳng cần. Rồi, thì Tấm ơi, Tấm bổ đi về đi. Thôi. Sang tay không ạ? Sang người uống sang tay không này. Sang còn đòi sơ múi nữa. Sang đòi sơ múi nha. Đúng rồi, sơ múi nha rồi ạ. Thôi, tôi về đây. Bye. Bạch Kelly nhá. Em về đây. Ok. Okay. 15 minutes later. Ok mọi người ơi, mình về nhà rồi. Đấy, hôm qua là mình có hỏi Hà là kiểu đi ăn ấy, nhưng mà thật ra là mình biết Hà kiểu kiêng mấy thứ đó rồi. Nên mình hỏi đại ơi mọi người ạ. Thật ra mình không có tiền anh em ạ, hết sạch tiền rồi đấy, nên mình biết là Hà kiêng nên là mình cũng có tình giả vờ hỏi thế thôi. Chắc video của mình đến đây là kết thúc. Anh em thấy hay anh em đừng quên like và chia sẻ với mình nha. Bye bye anh em.